diễn tiến điều tra vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội khi nghi phạm đã tử vong. Bốn cha con bị nhóm người dùng dao tấn công phải đưa đi cấp cứu. Nữ sinh ở Hải Phòng có đơn xin thôi học sau khi động tay động chân với bạn cùng trường. Linh án tù chung thân vì dùng búa tấn công bạn nhậu tử vong rồi đi ngủ. Hai xe máy đấu đầu trên đường Hồ Chí Minh, 5 người thương vong. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé gái bị nữ giúp việc bắt cóc và sát hại dã man. Theo thông tin mới nhất được lực lượng chức năng cung cấp cho biết, thi thể nữ giới trên sông Đuống được phát hiện vào tối ngày 21 tháng 9, chính là nghi phạm gây ra vụ án trên. Lúc này, không ít giả thiết được đặt ra, trong đó có giả thiết nếu vụ án có đồng phạm thì sẽ được xử lý như thế nào. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội xác định, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang là nữ giúp việc đã bắt cóc rồi sát hại bé gái dã man đã tử vong. Thi thể được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Đuống ở địa phận huyện Gia Lâm. Trao đổi với luật sư Tạ Phương, văn phòng luật sư Trung Hòa Hà Nội về các bước tố tụng tiếp theo, nữ luật sư cho biết, quá trình điều tra, nếu nhận thấy vụ án có yếu tố đồng phạm như có người cung cấp số tài khoản ngân hàng, liên hệ, giúp sức cho đối tượng này phạm tội, thì vụ án vẫn được triển khai điều tra, xem xét đối với đồng phạm. Trong trường hợp nhận thấy không có dấu hiệu đồng phạm mà người bị buộc tội đã chết, thì trách nhiệm hình sự đối với họ sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, việc bồi thường thiệt hại dân sự thì vẫn được đặt ra. Lúc này, gia đình bị hại sẽ khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự. Theo nữ luật sư, nếu hành vi phạm tội của bị can đã chết gây thiệt hại cho người khác, thì phải bồi thường thiệt hại đó theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận các bên. Theo đó, những người thừa kế của bị can đã chết sẽ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trách nhiệm của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này được xác định như sau. Nếu người chết là bị can, để lại di sản, thì di sản này sẽ được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm phối hợp giải quyết. Nếu người chết là bị can, để lại di sản, trong đó có phần của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, như tài sản chung vợ chồng, tài sản chung với người khác, thì cơ quan tố tụng phải xác định phần tài sản của người chết là bao nhiêu, phần đó là di sản và phải dùng để thực hiện nghĩa vụ của bị can đã chết đối với bị hại. Sau đó, nếu còn dư thì sẽ chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như cha mẹ, vợ con. Luật sư Tạ Phương nêu tình huống. Nếu bị can đã chết không có tài sản thì người bị thiệt hại không có căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Người thân của bị can không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện bồi thường thay người đã mất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Ngày 22 tháng 9, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, tại địa bàn huyện xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích vô cùng nghiêm trọng. Theo xác minh ban đầu, 4 người là cha con, anh em ruột trong một gia đình bị nhóm người chém trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, tại ruộng ông Lê Văn Trạnh, 60 tuổi, ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, ông và một người này đã xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp đất cho thuê. Tiếp đến, nhóm người đã đánh, dùng dao tấn công ông Trạnh và 3 người con trai ông là Lê Hồng Châu, Lê Thái Châu, Lê Thế Châu trọng thương. Sau khi ra tay, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. 4 cha con ông Trạnh đã được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện Thủ Thừa rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Người thân ông Trạnh cho biết, cả 4 nạn nhân đều bị thương nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể. Trong đó, ông Trạnh và một người con bị thương nặng nhất. Đến tối ngày 21 tháng 9, cả 4 người đang được bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng xuống hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc trong những video tiếp theo. Mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cho biết, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh vừa có báo cáo về sự việc xô xát giữa 2 nữ sinh xảy ra tại trường này vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo đó, gia đình nữ sinh đã có hành vi động tay động chân với bạn học, đã làm đơn xin thôi học ngay sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội và các cơ quan chức năng vào cuộc. Theo đó, như đã đưa tin, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 19 tháng 9, đầu giờ ra chơi tiết 2, tại hành lang nhà A trước cửa phòng học lớp 12A8, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng, học sinh NTNA lớp 11B6 đến cửa phòng 12A8 có gọi học sinh LTQA ra cửa lớp để nói chuyện. Em Quia ra đến cửa thì bất ngờ bị học sinh NA tác động vật lý. Sự việc diễn ra rất nhanh, sau khoảng 25 giây thì có các bạn trong lớp chạy ra can ngăn. Sau đó, học sinh NA đã bỏ đi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo nhà trường đã mời phụ huynh 2 học sinh lên làm việc. Theo tường trình của học sinh, ý kiến của phụ huynh học sinh, nguyên nhân dẫn đến việc xô xát như sau. Học sinh LTQA lớp 12A8 bị bạn của học sinh NTNA lớp 11B6
nghi là có quan hệ tình cảm với chồng của chị bạn chơi ngoài xã hội. Vì vậy, chị bạn của học sinh NA nhờ NA đến gặp QA để nói chuyện và xảy ra việc NA đánh QA vào sáng ngày 19 tháng 9. Theo em LTQA và gia đình, giữa hai học sinh không có mâu thuẫn gì trước đó và QA không bị thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, vẫn tiếp tục học tập bình thường. Sau khi làm việc với gia đình học sinh, nhà trường đã mời công an xã Tú Sơn phụ trách địa bàn và báo cáo sự việc về công an huyện Kiến Thụy để thông tin tình hình và trao đổi về các biện pháp phối hợp xử lý sự việc để đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng có diễn biến tiếp theo. Đối với học sinh NTNA, nhà trường đã nhận được đơn của bố học sinh xin thôi học. Văn phòng và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh và phụ huynh. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với một bị cáo về tội giết người. Được biết, người đàn ông khi thấy bạn nhậu dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm, lại có sẵn hơi men trong người nên đã không làm chủ được bản thân, xuống tay sát hại bạn nhậu rồi bỏ đi ngủ. Sau 5 ngày nghị án, đối tượng này đã bị kết án tù chung thân. Chiều ngày 22 tháng 9, sau 5 ngày nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Ngô Tấn Lợi, sinh năm 1968, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, về tội giết người. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, Lợi đến nhà Nguyễn Trung Hưng, sinh năm 1978, ngụ ở phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá để uống rượu. Được một lúc thì giữa Lợi và Hưng xảy ra cự cãi với nhau. Lúc này, Lợi bực tức việc Hưng dùng lời lẽ thô tục chửi mình nên Lợi có chửi lại. Hưng liền lấy một cây búa ở khu vực nhà bếp định đánh Lợi thì bị Lợi giật cây búa trên tay. Sau đó Lợi cầm búa đánh liên tiếp nhiều cái trúng vào đầu và người, làm Hưng tử vong tại chỗ. Lợi từng có một tiền án 17 năm tù về tội giết người, chưa được xóa án tích. Theo thông tin được cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cung cấp, đêm ngày 22 tháng 9, tại đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua khu vực tỉnh này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được biết, trong quá trình lưu thông trên đường, hai xe máy đi ngược chiều đã xảy ra va chạm khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 22 tháng 9 tại km 447+750 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Lúc này, em HNT sinh năm 2008 và em QDC sinh năm 2008, cả hai cùng trú tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, đi xe máy biển kiểm soát 29M1-26008 hướng Hà Nội, Thanh Hóa. Đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe biển kiểm soát 29G1-28440 do anh BVQ sinh năm 1999 điều khiển chở sau chị NTKT sinh năm 2004 và em NTT sinh năm 2008. Cả ba cùng trú tại xã Cao Dương đang di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến QDC tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương nặng. Tại hiện trường, hai xe máy bị biến dạng, hư hỏng. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo mới nhất của Bộ Công an về xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ngay trong đêm đầu tiên tiến hành kiểm tra, lực lượng công an thành phố Vinh phối hợp với tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện lái xe biển xanh vi phạm quy định về nồng độ cồn. Theo đó, tối ngày 22 tháng 9, tổ công tác số 5 Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Vinh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Lực lượng công an đã chia thành hai chốt ở hai vị trí khác nhau, bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và đặc biệt có cả lực lượng kiểm tra điều lệnh của Bộ Công an đi cùng giám sát. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Trần Thanh Hòa, Phó phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, tổ trưởng tổ công tác số 5 chia sẻ. Tổ công tác thực hiện với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định. Lúc 20 giờ 55 phút, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô biển xanh biển kiểm soát 37A00098 do tài xế Lê Xuân Hùng ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An điều khiển. Thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,173mg trên 1 lít khí thở. Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan theo quy định. Được biết, xe biển xanh này của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, một cán bộ trong chốt kiểm tra xác nhận và cho biết thêm, xe đăng ký dưới tên của Ban Quản lý Dự án huyện Tương Dương. Hiện không chỉ riêng tỉnh Nghệ An mà tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đang thắt chặt công tác kiểm tra nồng độ cồn nghiêm ngặt. Tại đây, Thượng tá Trần Thanh Hòa cũng khuyến cáo người tham gia giao thông nói chung và người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Thưa quý vị, nhiều ngày vừa qua, các tỉnh khu vực Nam Bộ liên tục đón những cơn mưa nặng hạt, gây tình trạng ngập úng nghiêm trọng.
ghi nhận tại thành phố Cần Thơ sau khi cơn mưa lớn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ vào chiều tối ngày 22 tháng 9. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã bị ngập nặng, khiến hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường. Ghi nhận của phóng viên, chiều tối ngày 22 tháng 9, khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Cử và đường Hoàng Quốc Việt quận Ninh Kiều mênh mông trong nước, hàng loạt phương tiện bị chết máy. Đường ngập qua nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện phải dắt bộ. Khu vực này là vùng trũng của thành phố nên thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, chiều cường. Đường lại đang thi công nâng cấp nên sình lầy dữ dội. Xe chết máy, người dân phải dắt bộ khiến tuyến đường này rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Các phương tiện phải xếp hàng dài chờ di chuyển qua điểm ngập. Được biết, thành phố Cần Thơ đang triển khai nâng cấp 1,5 km đường Nguyễn Văn Cử, đoạn qua ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường An Bình, với tổng kinh phí khoảng 42 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương. Công trình được khởi công vào đầu tháng 8 năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023 với mục tiêu chống ngập. Ngoài ra, để giải quyết tình trạng ngập nặng trong nội ô thành phố Cần Thơ đã cho triển khai gói thầu nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp diễn kiểu thời tiết oi nóng. Trong 1 tháng tới, tình trạng này có thể tái diễn với nền nhiệt trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với cùng kỳ. Sau đây là dự báo chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều và tối ngày 23 tháng 9, khu vực tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Người dân có thể cảm thấy khó chịu khi di chuyển trên đường vào trưa hoặc đầu giờ chiều. Tình trạng nóng bức ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 9. Sau đó, khu vực chuyển mưa rào, kèm dông rải rác, mưa có thể khiến nền nhiệt giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Như vậy, dù đã bước vào cuối tháng 9, miền Bắc vẫn thường xuyên ghi nhận các ngày oi nóng, có nơi nắng nóng cục bộ. Trong 1 tháng tới, tình trạng này có thể tiếp diễn khi khu vực ghi nhận mức nhiệt trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết mưa dông rải rác vào ban ngày. Lượng mưa sẽ gia tăng và tập trung vào chiều tối. Một số nơi có thể mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Lao Động. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.